Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy và rất vui với các bạn đã quay trở lại channel của mình. Ngày hôm nay sẽ không phải là một video tạo kiểu tóc, cũng không phải là một video về các sản phẩm tạo kiểu. Đây sẽ là một video về thời trang. Nhưng trước khi bắt đầu, các bạn hãy nhớ mình không phải là một fashionista, mình cũng không phải là một fashion youtuber. Đây chỉ là phong cách riêng của mình thôi, không theo một quy chuẩn nào cả và nó chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn không thể copy phong cách của người khác nếu như nó không phù hợp với bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về giày Oxford và cách mà mình phối đồ với nó. Đây là một đôi Oxford của B Classy, một brand chuyên đóng giày Tây ở Việt Nam theo cái form chân của người Việt. Có nhiều bạn khó phân biệt giữa Oxford và Derby bởi vì nhìn qua thì hai đôi giày này rất là giống nhau. Điểm khác biệt lớn nhất là đối với giày Oxford thì những cái lỗ sâu giày sẽ đặt ở dưới phần vam, tức là phần trước của đôi giày, hay còn được gọi là close lacing. Còn với một đôi giày Derby thì những cái lỗ sâu dây sẽ được đặt ở phía trên của phần vam, hay còn được gọi là open lacing. Đến với cách phối đầu tiên cũng là cách phối cơ bản nhất với bất cứ một đôi giày Tây nào, đó là suit up. Đương nhiên là các bạn không cần thiết lúc nào cũng phải là có đủ di lê, cà vạt để thành một cái bộ suit 3 mảnh. Đơn giản chúng ta chỉ cần một chiếc áo phông trắng, quần Âu và một chiếc blazer đồng bộ là được rồi. Đối với mình thì cách phối này nó đã đủ trang trọng để các bạn có thể đi làm hay là tham dự bất cứ một cái bữa tiệc sang chảnh nào rồi. Cách phối thứ hai là mặc một chiếc sweater và quần kaki. Nó cũng chính là outfit mà mình đang mặc ngay bây giờ đây. Ở đây mình chọn một chiếc quần kaki màu be để không bị tương phản màu sắc quá nhiều với đôi giày. Nếu như các bạn chọn những chiếc quần tối màu hơn thì hãy mua một đôi Oxford màu nâu đất hoặc là màu đen nhá. Cách phối cuối cùng, ít trang trọng nhất, thoải mái nhất, phù hợp để đi chơi với bạn bè. Một chiếc áo phông trắng và quần jean. Có lẽ nhiều người sẽ không đồng tình với outfit này. Có thể các bạn nghĩ là một đôi derby sẽ phù hợp hơn. Đúng là như thế, nhưng không có nghĩa là outfit này không thể đi cùng với Oxford. Đây là một cái phong cách trông rất là vintage, nhìn như thanh niên Hồng Kông những năm 90 vậy. Rồi, và đó là ba cách phối đồ của mình với giày Oxford. Hy vọng là các bạn thấy nó hữu ích. Nếu muốn tìm một đôi giày Tây với mức giá dễ chịu thì các bạn có thể ghé qua B Classy. Chính sách chăm sóc hậu mãi ở đây rất là tốt. Các bạn sẽ được bảo dưỡng, thay dây giày, thay gót giày miễn phí 3 lần. Đường link chi tiết mình sẽ để ở ngay phía bên dưới video này thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thích thì like và subscribe kênh YouTube channel này của mình. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.